Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Vi Truyện Tranh. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Nhân vật chính của chúng ta tên là Miêu Miêu. Cô là một đại mỹ nhân, nhưng chẳng qua vì công việc của Miêu Miêu là dược sư cho khu phố đèn đỏ. Đó là một nơi khá phức tạp, nơi cô phải tự làm sống mình đi để bảo vệ bản thân. Như mọi ngày, cô từ biệt cha mình để đem thuốc đến Lục Thanh Quán. Lục Thanh Quán là một kỹ viện. Ở Lục Thanh Quán gồm có 3 kỹ nữ nổi tiếng bậc nhất. Cô gái tên Bạch Linh này là một trong số đó. Chỉ cần một cái nháy mắt của cô cũng khiến cánh đàn ông dân hiến hết gia sản. Miêu Miêu luôn tự làm mình bị thương để thử thuốc. Mỗi lần như vậy luôn khiến chị Bạch Linh lo lắng. Mama của Lục Thanh Quán có đôi mắt tin tưởng. Bà nhận ra Miêu Miêu là một đại mỹ nhân không tầm thường, nên lúc nào bà gặp bà cũng ngỏ ý muốn cô trở thành kỹ nữ. Nghe tới đây, Miêu Miêu liền hốt hoảng để lại thuốc rồi chuồn lẹ. Miêu Miêu chạy một mạch đến vườn thuốc. Hễ thấy thuốc là đôi mắt cô sáng rực lên. Trong lúc cô mải mê hái thuốc thì 3 người đàn ông từ đâu bước đến. Họ bắt cóc cô mang đi. Miêu Miêu bị mấy tên bắt cóc bán vào hậu cung. Cô đến đây không phải để trở thành phi tần, mà chỉ được làm nô tỳ phục vụ các công việc chân tay vặt vãnh. Trong khoảng thời gian này, ở hậu cung, Lê Hoa Phi cũng hạ sinh được thái tử. 3 tháng sau, Miêu Miêu đã ở hậu cung được 3 tháng. Cô là tỳ nữ phụ trách việc giặt giũ trong cung. Miêu Miêu nhìn lên bầu trời và nghĩ hậu cung và phố đèn đỏ không khác nhau là mấy. Hậu cung là nơi chỉ toàn phụ nữ lo việc sinh con cho hoàng đế và các tỳ nữ sinh sống. Ngoài ra chỉ có những đàn ông bị mất củ quý như thái giám mới được vào. Ở đây có tổng cộng 2000 phi tần và cung nữ, còn lại có 1000 thái giám. Ở nơi đây, các tỳ nữ được trải qua quá trình huấn luyện mọi lễ nghi rồi mới được vào cung, nhưng họ không được học chữ. Ví dụ như cô gái dễ thương trước mặt này đây, cô ấy tên Tiểu Lan, cũng là tỳ nữ giặt vũ giống Miêu Miêu. Tiểu Lan không biết trên bản tên này viết gì nên cô nhờ Miêu Miêu giúp. Việc tỳ nữ biết chữ sẽ khiến cô tăng tiền lương lên, nhưng Miêu Miêu nghĩ nếu cô nói ra chỉ giúp cho bọn bắt cóc cô được hưởng thêm tiền mà thôi. Ở đây, nô tỳ cũng có thể trở thành phi tần cấp thấp, nhưng với điều kiện điện nước đầy đủ như này. Chứ với ngoại hình như Miêu Miêu, ngực phẳng, mặt đầy tàn nhang thì cô chỉ có thể an phận trở thành một nô tỳ như hiện tại thôi. Ở chốn hậu cung này thì giả vờ ngu đần sẽ dễ sống hơn. Nếu im lặng làm việc thì cô có thể rời đi sau 2 năm. Lê Hoa Phi mới hạ sinh thái tử chưa đầy 3 tháng, thân thể đã bị hao gầy đi một cách bất thường. Thái tử cũng bị bệnh triền miên. Ngay cả Ngọc Diệp Phi cũng lâm vào tình cảnh tương tự, khiến hậu cung xôn xao tin đồn lời nguyền hậu vệ của hoàng đế không sống được lâu. Miêu Miêu cũng được Tiểu Lan kể lại cho cô nghe rằng mọi chuyện xuất phát từ cái chết liên hoàn. 3 người con của hoàng đế đều yếu dần sau khi sinh rồi qua đời. Lần này tới lượt Ngọc Diệp Phi và Lê Hoa Phi. Hoàng đế hiện chưa có hoàng hậu nên người hạ sinh thái tử như Lê Hoa Phi có khả năng cao sẽ thành người đứng đầu hậu cung, nhưng người mà hoàng đế sủng ái nhất lại là Ngọc Diệp Phi. Miêu Miêu nghĩ đây chắc hẳn là cuộc tranh đấu giành quyền lực ở chốn hậu cung mà thôi. Nhưng khi nghe kể về tình trạng của hai nương nương đều là đau đầu, đau bụng, buồn nôn thì với bản năng của một dược sư, Miêu Miêu nghĩ có thể là do bị trúng độc. Vì do quá tò mò, cô nghĩ đi tìm hiểu một chút chắc không sao đâu. Miêu Miêu liền đi đến chỗ ở của phi tần thượng cấp để điều tra. Đang trên đường đi thì Miêu Miêu gặp một vụ ẩu đả. Cô chen vào đám đông thì phát hiện cảnh tượng Lê Hoa Phi tát Ngọc Diệp Phi vì nghĩ cô là người đứng sau vụ nguyền rủa con trai mình. Mọi người xung quanh mặc dù biết con gái của Diệp Phi tình trạng cũng không khá hơn Hoa Phi là bao, nhưng không ai dám đứng ra can ngăn. Miêu Miêu thì đứng đó nghĩ tên thái y đó đúng là một tên Lan Bâm, vì tình trạng bệnh của cả hai nương nương đều quá rõ ràng như vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra được bệnh nữa. Cô vội vàng rời khỏi để nghĩ cách báo cho hai nương nương biết. Trong lúc Miêu Miêu nghĩ cách thì cô lướt qua một anh chàng có vẻ ngoài tuấn tú. Anh cũng chú ý đến cô mà bất giác quay lại nhìn. Miêu Miêu đã sử dụng một cành hoa đổ viên để cột vào một mảnh vải, ghi lời nhắn rõ cho cả hai nương nương. Tiếc là Hoa Phi nhìn thấy nhưng cô dùng tay hất đi chứ không xem. Điều đó đã khiến con trai cô qua đời chỉ 1 tháng sau đó. Bên phía Diệp Phi, nhờ nghe lời khuyên từ mảnh vải mà cứu được tiểu công chúa một mạng. Diệp Phi mời anh chàng đẹp trai hôm trước tới rồi kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Thông điệp trên mảnh vải viết rằng phấn trắng là độc dược, đừng để đứa trẻ chạm vào, vô minh là cái tội. Diệp Phi rất muốn biết người đã rải thông điệp đó là ai nên cô nhờ anh chàng đẹp trai giúp đỡ. Khi nhìn thấy mảnh vải, anh chợt nhớ lại hôm đó anh đã lướt qua một cô gái có tàn nhang trên mặt và nghe được cô ấy lẩm bẩm rằng nếu có thể tìm ra thứ gì để viết lên. Anh tỏ vẻ rất hứng thú với việc này nên anh đã đồng ý tìm người đó giúp Diệp Phi. Ngày hôm sau, Miêu Miêu được triệu tập tới phòng của thượng cung quan. Ở đây cũng có rất nhiều nô tỳ được triệu tập giống cô. Miêu Miêu có linh cảm không lành về việc này. Ngay lúc đó, một anh chàng đẹp trai bước vào khiến cho các tỳ nữ điêu đứng trước vẻ đẹp trai ấy. Anh tự giới thiệu mình tên Nhâm Thị, là chủ quản hậu cung. Miêu Miêu nghĩ chắc anh là tên thái giám xinh đẹp được đồn đại trong thời gian qua. Cô còn tỏ ra tiếc nuối vì anh tuấn tú như vậy mà lại không thể có con. Nhâm Thị liền viết một tờ giấy rồi đưa lên. Bên trên mảnh giấy ghi cô gái tàn nhang kia hãy ở lại đây, khiến Miêu Miêu giật mình. Sau đó anh kêu mọi người trở về hết đi. Trong lúc đó thì Miêu Miêu đang trầm tư suy nghĩ liệu mình có phạm lỗi gì mà lại gây chú ý. Ngay lúc mọi người rời đi hết thì cô mới nhận ra đây là một cái bẫy, chỉ mình cô ở đây biết đọc chữ. Miêu Miêu định nhanh chóng chuồn lẹ thì anh ta nắm vai giữ cô lại. Nhâm Thị kêu cô im lặng và đi theo mình. Miêu Miêu liền hất tay anh ta ra. Cô còn phủi phủi nữa. Miêu Miêu vừa đi vừa nghĩ tại sao lại biết cô biết chữ. Trong sổ ghi chép có ghi cô là người không biết chữ mà. Nhâm Thị dẫn cô đến gặp Diệp Phi. Miêu Miêu cảm thấy vui mừng khi thấy tiểu công chúa Linh Lệ vui tươi khỏe mạnh. Diệp Phi bày tỏ lòng biết ơn vì cô đã giúp mình cứu con gái một mạng. Miêu Miêu tỏ thái độ trốn tránh, không nhận bản thân là người đã giúp đỡ, vì cô nghĩ có khi bản thân sẽ bay đầu vì làm trái lệnh. Nhâm Thị xen vào, anh giơ mảnh vải lên rồi nói: mảnh vải này dùng để may y phục cho người ở thượng phục, là những người lo việc giặt giũ như Miêu Miêu. Nhâm Thị nói có thể cô đã xé phần váy riêng là nhắn. Miêu Miêu hết đường chối cãi, vì nếu xét người thì sẽ phát hiện ra vết khâu trên váy cô. Cô không còn cách nào khác đành kể hết mọi chuyện cho cả hai nghe. Lý do Miêu Miêu biết trong bột phấn trang điểm có độc, vì tại phố đèn đỏ nơi cô sống, rất nhiều kỹ nữ dùng bột phấn trang điểm đắt tiền này mà bỏ mạng. Miêu Miêu cũng nói bản thân là một dược sư nên cô biết rất nhiều về độc. Diệp Phi cũng nói thứ bột này được bảo mẫu của công chúa thích sử dụng. Bảo mẫu cũng bị bệnh nên cô đã cho bà ấy về quê. Diệp Phi kể sau khi nhìn thấy lời khuyên từ mảnh vải, cô liền đến gặp Hoa Phi để nói cho cô biết trong phấn trắng có độc. Nhưng Hoa Phi phớt lờ không nghe Diệp Phi nói. Điều đó đã dẫn đến bi kịch, thái tử con trai Hoa Phi mất. Diệp Phi nhìn Miêu Miêu tươi cười nói: từ hôm nay ngươi sẽ trở thành thị nữ của ta. Và thế là Miêu Miêu đã trở thành thị nữ riêng của Ngọc Diệp Phi, ái phi của hoàng đế. Nhâm Thị được thuộc hạ của mình Cao Thuận thông báo tình hình binh lính ở biên cương. Một số binh lính trong lúc ăn cơm bị trúng độc ngã xuống. Mọi người nghi ngờ trong thức ăn bị bỏ độc, liền bắt giữ trưởng làng cùng người dân trong làng. Cao Thuận cũng hiếu kỳ về việc Nhâm Thị sẽ tuyển thêm một thị nữ vào cung của Ngọc Diệp Phi. Bên phía Diệp Phi hiện tại chỉ có 4 thị nữ, trong khi cùng là phi tần thượng cấp như nhau, nhưng Lê Hoa Phi có hơn 10 thị nữ, số lượng hai bên quá chênh lệch. Nhâm Thị nhắm đến Miêu Miêu vì cô là dược sư, rất am hiểu độc dược nên thích hợp trở thành thị nữ của phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất như Diệp Phi. Cao Thuận lo lắng vì sợ rằng Miêu Miêu sẽ sử dụng tài năng của mình cho mục đích xấu. Nhâm Thị liền tỏ ra tự tin, với vẻ ngoài tuấn tú như này thì anh có thể quyến rũ được người như Miêu Miêu. Miêu Miêu đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị chuyển qua cung phỉ thí. Tiểu Lan tỏ ra vui mừng vì Miêu Miêu được phụng sự cho phi tần thượng cấp. Thì phía trước cửa đã nhìn thấy Nhâm Thị bị quay quanh bởi các thị nữ. Nhâm Thị sử dụng tiệt chiêu mỹ nam sắc, nhưng trái ngược với các thị nữ, Miêu Miêu tỏ ra xõng tóc gáy trước hành động của Nhâm Thị. Cô liền chuồn lẹ vì quá thấy gớm, còn Nhâm Thị thì tỏ ra rất tự tin với sự quyến rũ của bản thân. Miêu Miêu đã đến cung phỉ thí, chào đón cô là Hồng Nương, thị nữ trưởng của Ngọc Diệp Phi. Hồng Nương dẫn Miêu Miêu đến chào hỏi Diệp Phi trước, sau đó cô dẫn Miêu Miêu đi tham quan từng nơi ở cung phỉ thí. Tiếp đó là màn giới thiệu Miêu Miêu với 3 thị nữ còn lại. Từ trái qua phải sẽ là Quyết Viên, Anh Hoa, Ái Lam. Sau màn chào hỏi, Miêu Miêu định bắt tay vào làm việc thì liền bị ngăn lại. Mọi người đều khuyên cô hôm nay nên về nghỉ ngơi trước đã. Lý do mọi người có biểu hiện như thế là vì cả ba đã nhìn thấy vết thương bị băng bó trên cánh tay của Miêu Miêu. Cả ba đều nghĩ có thể do Miêu Miêu bị cha mẹ hành hạ rồi sau đó bị bán vào cung. Ba người tỏ ra thương cảm vì Miêu Miêu đã chịu quá nhiều cực khổ. Miêu Miêu có một căn phòng riêng, cô nằm xuống và nghĩ tới ánh mắt khi nãy 3 thị nữ nhìn mình. Cô nghĩ là ánh mắt thương hại chăng? Nhưng tại sao chứ? Mọi người tập trung đông đủ. Nhâm Thị thông báo công việc của Miêu Miêu sẽ trở thành người thử độc cho Nương Nương. Lý do chính là vì thức ăn của Nương Nương sẽ được nhiều người lo liệu trước đó rồi mới mang đến đây, nên khả năng trong khoảng thời gian đó có người bỏ độc là rất cao. Điển hình như khoảng thời gian Diệp Phi mang thai, đồ ăn của Diệp Phi đã bị đầu độc tận 2 lần. 2 thị nữ thử độc lần đó đã bị liệt 4 chi. Trong khi mọi người lo lắng nhìn Miêu Miêu, nhưng đối với Miêu Miêu, ánh mắt cô được sáng trước mâm thức ăn này. Miêu Miêu bắt đầu với món đầu tiên, cô quan sát rất kỹ lưỡng, rồi ngửi, sau đó thử một miếng, không có cảm giác tê đầu lưỡi gì. Cô khẳng định món này không hề có độc. Miêu Miêu vui vẻ thử các món còn lại. Miêu Miêu tỏ ra không hề lo lắng gì vì khoảng thời gian cô sống ở phố đèn đỏ, cô đã thử nghiệm rất nhiều loại độc lên tay mình nên cơ thể cô đã miễn nhiễm với chúng. Những loại độc thông thường không ảnh hưởng gì đến cô cả. Miêu Miêu cảm thấy may mắn khi nhận được công việc như này. Sau buổi thử thức ăn, Miêu Miêu đề nghị với thị nữ trưởng rằng nên đựng thức ăn bằng chén bạc vì chén bạc sẽ phản ứng với chất độc. Hồng Nương nói ngài Nhâm Thị muốn thử cô nên mới sử dụng chén sứ thay vì dùng chén bạc như bình thường. Miêu Miêu tỏ ra thấy ghét tên Nhâm Thị kia vì lại là trò do tên đó bày ra nữa. Hồng Nương tỏ ra tiếc nuối với việc Miêu Miêu giấu bản thân biết chữ, vì nếu cô nói ra thì lương sẽ cao hơn. Miêu Miêu bày tỏ vì bản thân bị lũ bắt cóc bán vào đây nên cô rất bực vì chúng cũng sẽ được một phần lương của cô. Hồng Nương đã hiểu sự tình, cô liền đưa cho Miêu Miêu một bình hoa. Miêu Miêu chưa kịp cầm thì cô cố ý làm bình hoa rơi xuống. Hồng Nương liền nói bình hoa này đắt lắm, lương của thị nữ không đủ trả đâu. Cô nhắc khéo Miêu Miêu phải lấy lương của mình bù vào mới được. Miêu Miêu liền hiểu ra, cô phối hợp nói sẽ lấy tiền lương để bù vào cho bình hoa vỏ này. Xong việc, Hồng Nương nói cô sẽ lo liệu giấy tờ đi chép, sau đó đưa cho Miêu Miêu tiền thưởng thêm từ việc cô thử độc. Tiền này gần bằng mức lương hiện tại của cô và tiền này không được ghi chép lại nên tụi bắt cóc sẽ không được nhận gì cả. Miêu Miêu cảm thấy Hồng Nương này rất giỏi đối nhân xử thế. Ngày hôm sau, Miêu Miêu muốn phụ giúp công việc lau dọn thì liền bị các chị thị nữ khác đuổi đi và kêu cô về nghỉ nghỉ ngơi đi, khiến Miêu Miêu lăn lộn trên giường vì quá buồn chán. Cô chỉ được gọi đến khi thử đọc, thời gian còn lại cô chỉ ở trong phòng. Miêu Miêu cảm giác bản thân hiện tại không khác gì một cô heo, chỉ biết ăn rồi ngủ. Miêu Miêu được gọi đến, nhưng người gọi cô lại là Nhâm Thị. Nhâm Thị vào thẳng vấn đề, anh lấy ra một hộp bánh bao được nhận từ một người lính, muốn Miêu Miêu kiểm tra thử. Miêu Miêu cầm lên, bẻ đôi ngửi, thì cô phát hiện trong bánh bao có chứa xương dược. Miêu Miêu liền ngỏ ý nhắc nhở Nhâm Thị, tối nay có thể sẽ có người ghé thăm ngày đấy. Nhâm Thị liền tỏ ra tiếc nuối, vì Miêu Miêu chỉ ngửi là đã nhận ra rồi. Câu nói khiến Miêu Miêu vùng mình, vì Nhâm Thị đã biết bên trong có chứa xương dược mà còn muốn cô thử nữa. Lý do anh tới đây là vì việc khác, bánh bao chỉ là cái cớ. Nhâm Thị liền vào việc chính. Anh kể, ngày hôm trước, một đoàn quan lính trên đường đi viễn chinh đã bị đầu độc. Nhiều quân lính ăn đồ ăn thì có triệu chứng buồn nôn khó thở, sau đó thì ngã bệnh. Mọi nghi vấn đổ dồn về ngôi làng đã chuẩn bị thức ăn cho binh lính. Trưởng làng do có giao du với người ngoài tộc nên bị bắt giữ. Nhờ có một người lính ngăn cản nên vẫn chưa bị xử phạt. Khi nghe triệu chứng, Miêu Miêu liền nhận ra. Cô lấy ví dụ như hoa đổ quyên này, Miêu Miêu lấy một cành hoa, sau đó ăn trông thật ngon lành. Cô nói nếu ăn hoa đỗ quyên sẽ có triệu chứng buồn nôn khó thở. Miêu Miêu nói tiếp, có rất nhiều loại cây có độc sống xung quanh chúng ta. Độc tố có thể ở thân, rễ, lá. Có loại sẽ sinh ra độc tố khi thân cây bị đốt lên. Nhâm Thị liền hiểu ra vấn đề. Miêu Miêu cảm thấy may mắn khi có một người lính sáng suốt ngăn cản, không thì cả ngôi làng có thể bị thiêu rụi. Xong việc, Miêu Miêu định rời đi thì Nhâm Thị liền hỏi Miêu Miêu, cô có biết điều chế xương dược không? Khi nghe được lời đề nghị đó, Miêu Miêu không tài nào giấu được vẻ hạnh phúc khi bản thân được điều chế thuốc. Miêu Miêu lấy lại bình tĩnh nói, nếu có đầy đủ nguyên vật liệu thì tôi có thể làm được. Trong lúc quay về phòng, Nhâm Thị được một phi tần ngỏ ý mời anh vào dùng một tách trà. Nhâm Thị liền ra tiệc chiêu mỹ nam của bản thân để từ chối khéo phi tần đó, khiến cô ta khó mà đứng vững được. Nhâm Thị bày tỏ cảm nghĩ, có rất nhiều phi tần bị hoàng đế bỏ bê, nhưng việc cô ta mời đàn ông khác vào phòng như thế là một sự ngu ngốc. Cao Thuận cho rằng có rất nhiều cung nữ đã nhận ra Nhâm Thị là người giám sát lòng trung thành của họ với hoàng đế. Cao Thuận tỏ thái độ bất bình cho anh, vì nhan sắc tuấn tú của Nhâm Thị mà hoàng đế đã cử anh vào hậu cung để thử lòng các phi tần. Nhâm Thị cảm thấy hoàng đế làm vậy không sai, anh còn tỏ ra vui mừng vì bản thân đã tìm thấy một người không những không bị cám dỗ bởi nhan sắc của anh mà còn nhìn anh với ánh mắt xem thường lộ rõ. Nhâm Thị nhớ lại lời khuyên của Miêu Miêu, tối nay có thể có người ghé thăm nên anh vội vàng cài chốt cửa lại cẩn thận. Sáng hôm sau, Miêu Miêu tinh thần sung sức, chuẩn bị hành trang đi lấy thuốc. Cô gặp mặt Cao Thuận, anh tự giới thiệu bản thân là thuộc hạ của ngài Nhâm Thị. Miêu Miêu cảm thấy cực cho anh khi phải làm thuộc hạ của một người như Nhâm Thị. Kế bên anh là tên thái y Lâm Bâm hôm đó, hắn nhìn cô với ánh mắt kỳ thị. Miêu Miêu được Cao Thuận dẫn đến phòng thuốc, cô vui sướng khi thấy các loại thuốc, sau đó cô nhảy vũ điệu vui mừng như thể đang cầu mưa. Nhâm Thị đứng đằng sau đã nhìn thấy hết cảnh tượng khi nãy của Miêu Miêu. Miêu Miêu viết ra các loại thuốc cô cần, vừa viết xong thì Cao Thuận đã hiểu ý, anh liền vội đi lấy. Miêu Miêu cảm thấy Cao Thuận là một người rất tinh ý và nhanh nhẹn, cô rất ưng anh chàng này. Cao Thuận đem ca cao về, nhưng chừng này ca cao thì không đủ. Miêu Miêu nói ca cao là loại nguyên liệu được nhập khẩu từ phía nam xa xôi, sẽ khó tìm được ở đây. Nhâm Thị tỏ vẻ việc gì khó cứ để anh lo. Thế là đầy đủ nguyên liệu, Miêu Miêu bắt tay vào điều chế xương dược. Miêu Miêu tỏ ra cực kỳ hào hứng, cô làm xong một cách nhanh chóng. Sau khi làm xong, cô thấy vẫn còn thừa nguyên liệu, Miêu Miêu liền ra ý tưởng sử dụng chúng làm một phần đồ ăn nhẹ dành cho buổi tối của cô. Khi đang đi trên đường thì Miêu Miêu phát hiện ra rất nhiều dược liệu, cô mãi mê hái đến tận chiều tà. Miêu Miêu vội vàng quay về thì thấy mọi người tập trung trước cửa nhà bếp, cô ngó vào thì thấy cảnh tượng nóng bỏng mắt. Cả ba tỷ nữ đều trở nên kỳ lạ do ăn phải phần bánh tráng miệng của Miêu Miêu. Hồng Nương liền hỏi Miêu Miêu tại sao lại thành ra như vậy. Miêu Miêu cũng không có lời nào giải thích cho việc này. Mọi người tập trung tại sảnh, Diệp Phi liền hỏi đây là xương dược sao. Miêu Miêu liền trả lời không phải, đây mới là xương dược, còn đống bánh này là đồ ăn nhẹ của cô thôi. Câu nói đó khiến Nhâm Thị và Diệp Phi đứng hình. Miêu Miêu nói bản thân đã tiếp xúc quen với đồ ăn chứa cồn và chất kích thích nên sẽ không ảnh hưởng mấy. Nhâm Thị ngỏ ý muốn ăn thử xem nó ngon như thế nào thì liền bị mọi người ngăn lại. Miêu Miêu nghĩ Nhâm Thị nếu ăn vào thì với khuôn mặt tuấn tú đó cùng với đôi má ửng đỏ thì chắc là cả nam lẫn nữ đều khó mà cưỡng lại được. Miêu Miêu đưa thuốc cho Nhâm Thị, cô dặn anh chỉ dùng một viên, nếu dùng nhiều sẽ khiến anh chảy máu mũi. Sau khi mọi người rời đi, Nhâm Thị ở phía sau, anh đưa tay vuốt tóc rồi hôn lên cổ Miêu Miêu. Anh nói lời cảm ơn rồi rời đi. Miêu Miêu nghĩ mong rằng sẽ không có ai trở thành nạn nhân của ngày ấy.